nhập hơn 3 000 tỷ Việt Nam đồng sầu riêng của Việt Nam. Trung Quốc tăng mua nhập khẩu hơn 700% kim ngạch với sầu riêng. Giá sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc là bao nhiêu? Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, quý 1 2023, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã tăng tới 8,3 lần, tương đương khoảng 733,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 153,5 triệu đô la. Trong đó Trung Quốc chiếm 87% thị phần với 133,6 triệu đô la tương đương hơn 3.000 tỷ. Còn theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, trong quý 1 2023, nước này đã nhập khẩu 91.360 tấn sầu riêng với kim ngạch lên đến 506,8 triệu đô la, tăng 2,5 lần về lượng và tăng 2,2 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc đã nhập khẩu sầu riêng từ thị trường Việt Nam với khối lượng 27.374 tấn kim ngạch 133,4 triệu đô la, chiếm 30% về lượng và 26,3% về kim ngạch trong tổng nhập khẩu sầu riêng của nước này. Hiện giá xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam và Trung Quốc đã tăng khoảng 10% so với thời điểm mới được cấp phép vào thị trường này hồi 11 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên giá sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc vẫn đang khá cạnh tranh với bình quân là 4.849 đô la trên tấn trong quý 1 năm 2023 so với 5.555 đô la trên tấn của Thái Lan. Năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi chính sách Zero Covid, nhưng Trung Quốc vẫn nhập trên 825 tấn sầu riêng với trị giá lên tới 4 tỷ đô la, tăng 0,4% về lượng nhưng giảm 4,1% về giá trị so với năm 2021. Để gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc, Hiệp hội rau quả Việt Nam kiến nghị cơ quan chức năng đẩy mạnh đàm phán với Trung Quốc để cấp phép thêm nhiều mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng của Việt Nam. Hiện tại Trung Quốc chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong đó có sự góp mặt của mặt hàng sầu riêng được dự báo sẽ trở thành mặt hàng tỷ đô la của Việt Nam sẽ góp phần giúp kim ngạch xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam năm 2023 tăng ít nhất 20% so với năm 2022